Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Thị Khánh. Hiện tại thì tôi đang làm cái mảng kinh doanh gốm sứ và chuyên dòng gốm sứ Bó Chạc. Hôm nay tôi sẽ làm một clip để chia sẻ với các bạn, giúp các bạn làm sao có thể lựa chọn được một sản phẩm gốm sứ với chất lượng tốt nhất và đẹp nhất. Để có được một sản phẩm chất lượng cao, tốt thì cái khâu lựa chọn nguyên liệu nó chính là khâu cực kỳ quan trọng. Đối với dòng gốm sứ thì chúng ta sẽ lưu ý ở những cái yếu tố sau. Đầu tiên nó chính là nguyên liệu đất. Khi các bạn đi mua hay lựa chọn sản phẩm ấy thì các bạn hãy quan sát về cái phần những cái phần chưa được vẽ họa tiết ở bên trên. Cái phần này nó phải trắng tinh, càng trắng bao nhiêu thì cái chất đất nó sẽ là chất đất tốt bấy nhiêu. Chất đất mà càng tốt càng trắng thì khi mà chúng ta vẽ họa tiết lên trên sản phẩm ấy thì nó sẽ được rõ nét và đẹp. Và cái thứ hai nó chính là cái chất men để chúng ta bao phủ ở trên cái sản phẩm này. Các bạn lưu ý nhé, khi mà đi chọn ấy, thì các bạn sẽ phải chọn những cái sản phẩm nào nó có độ bóng cao, và khi mà chúng ta nhìn vào sản phẩm nó phải trong. Bởi vì các bạn cứ hiểu, men nó là một cái lớp mỏng giống như thủy tinh ấy, sẽ phủ ở bên ngoài sản phẩm này, nó sẽ bảo vệ cho những cái nét vẽ ở bên trong này. Thì đối với cái dòng men tốt ấy, chất lượng cao thì nó sẽ có độ bóng cao và cái độ xuyên thấu tốt. Độ xuyên thấu tốt thì sẽ giúp chúng ta nhìn rõ những cái họa tiết ở trong đây. Và một cái yếu tố nữa là chúng ta cái yếu tố họa tiết ở trên sản phẩm. Các họa tiết ở trên sản phẩm thì phải được vẽ một cách rõ nét, rành mạch và liền mạch, không bị đứt đoạn. Và những cái họa tiết phải được phân bố một cách đều. Nói chung là khi mà chúng ta nhìn vào, chúng ta cảm giác các họa tiết ở trên sản phẩm được phân bố một cách hài hòa nhất. Và cái đối với cái dòng vẽ vàng thì sẽ có thêm một chi tiết, đó chính là phụ gia vàng vẽ lên trên sản phẩm. Thì đối với cái dòng vẽ vàng thì cái phụ gia vàng vẽ lên sản phẩm chúng ta sẽ phải chọn cái phụ gia vàng tốt nhất. Ví dụ cái sản phẩm này đang được vẽ vàng 24K, rất là sáng bóng. Bây giờ tôi sẽ đi sâu hơn vào chi tiết của từng chi tiết như tôi vừa nói để cho các bạn có thể nhìn rõ và hiểu rõ hơn được về cái sản phẩm chất lượng cao là như thế nào. Khi các bạn xem bất cứ sản phẩm nào thì các bạn sẽ để ý cái phần mà chưa được vẽ họa tiết lên. Ví dụ như đây, ở trên miệng sản phẩm như tôi đang chỉ tay vào đây. Cái phần này càng khi mà được làm từ loại đất tốt ấy thì cái màu của nó sẽ là màu trắng. Và cái thứ hai nữa là các bạn nhìn vào nó trong và nó sáng, nó bóng, thì chứng tỏ là cái chất men phủ lên bên trên cái đất này cũng là chất men chất lượng cao. Hiện tại như cái sản phẩm này đã được vẽ vàng lên bên trên rồi, thì bây giờ tôi sẽ phần này là phần chống của nó đây. Phần này là phần chống chưa được vẽ vàng lên. Các bạn để ý cái đường viền này nhá. Cái đường viền các bạn để ý nhá, rất là rõ nét và rành mạch và không bị đứt đoạn, thì chứng tỏ nó chính là cái họa tiết ở trên sản phẩm này nó rất là đều. Khi các bạn đi mua cái sản phẩm mà không vẽ vàng thì các bạn phải lưu ý những cái họa tiết ở trên sản phẩm không bị đứt đoạn này. Ví dụ như đây, tôi đang chỉ ngón tay vào đây, không bị đứt đoạn và cái nét vẽ phải đậm và liền mạch mọi người nhé. Mọi người để ý ba cái yếu tố ở cái phần nét vẽ đấy. Thứ nhất là phải đậm, cái thứ hai là phải liền mạch, cái thứ ba là phải rõ nét. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần phụ gia, nó chính là phần phụ gia vàng vẽ trên sản phẩm. Thì tôi đang focus vào cái phần mà có nhiều vàng nhất. Thì khi các bạn lưu ý, khi các bạn để ý cái vàng này thì đối với những cái loại vàng tốt chất lượng cao ấy thì nó sẽ rất là sáng, mà khi mà có ánh sáng rọi vào ấy thì nó sẽ phản sáng cực kỳ tốt và trong. Đây, như mọi người để ý nhá. Còn những cái loại vàng mà khi các bạn rọi ánh sáng vào mà nó không bắt sáng tốt, hay là nhìn nó cứ lì, nó không bóng ấy, thì đấy là cái vàng đấy là vàng chất lượng nó thấp, nó chưa phải là dòng vàng chất lượng cao. Như các bạn đã nhìn thấy đây, là vàng này là vàng 24K, các bạn có thể nhìn rõ hơn đấy, rất là trong sáng, màu nó đanh. Các bạn hãy để ý cái họa tiết ở trên sản phẩm nhé. Đối với ví dụ như đây là sản phẩm vẽ hoa thì những cái cánh hoa của nó phải mềm mại, nói chung những cánh hoa phải mềm mại, ví dụ như bông hoa này rất là mềm đúng không ạ. Còn đối với những cái họa tiết mà vẽ núi hay là vẽ người và con vật ấy thì những cái nét mà vẽ ở trên khuôn mặt của người nó phải thần thái và nó tự nhiên, và trên vật cũng vậy.
Còn đối với gạch núi kênh thì cái sắp xếp bố cục và cái đường nét vẽ và tạo nên cái chiều sâu cho sản phẩm nó phải có thì đối với những cái cảnh vẽ núi. Còn đối với những cái cảnh vẽ hoa như thế này thì những cái đường nét, những bông hoa nó phải mềm mại, những bông hoa phải thực sự mềm mại. Và cái thứ hai đó là khi mà vẽ hoa thì chúng ta phải tạo nên cái chiều sâu cho sản phẩm. Ví dụ như có những bông hoa to, những bông hoa nhỏ hay là những cái màu sắc khác nhau phối với nhau để tạo nên cho cái sản phẩm này có cái chiều sâu, khi chúng ta nhìn vào sẽ rất là bắt mắt. Bây giờ tôi sẽ thử như thế này để mọi người có thể nhìn được cái chất vàng nó sáng bóng như thế nào. Đây các bạn thấy chưa? Tôi sẽ đặt một cái miếng sáng như đây. Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn ở phần bên cạnh bên tay tay trái. Bây giờ tôi sẽ zoom sát vào để cho các bạn nhìn thấy nhá, sẽ thay đổi của cái ánh vàng. Tôi đã zoom sát vào phần họa tiết. Và bây giờ tôi sẽ làm một cái động tác nhỏ giúp các bạn nhìn thấy cái ánh vàng sáng như thế nào. Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Ánh sáng và ánh vàng rất là đẹp đúng không ạ? Bắt sáng rất là tốt đúng không ạ? Đây tôi đang thử một cái miếng tản sáng vào. Đây các bạn nhìn thấy vàng lên rất là đẹp đúng không ạ? Rất là sáng. Bắt sáng rất là tốt. Như bông hoa này, bạn thấy bông hoa thấy chưa, đẹp chưa? Đấy, đây là cách để chúng ta nhận biết cái vàng có chất lượng tốt hay không. Vàng thực sự là sáng bóng, bắt sáng, phản sáng cực kỳ tốt, đó chính là chất lượng vàng tốt. Qua clip ngày hôm nay thì chắc hẳn các bạn đã có thêm kiến thức để có thể chọn cho mình được một cái sản phẩm gốm sứ tốt và chất lượng cao. Chúc các bạn có thể chọn được cho mình những sản phẩm ưng ý và chất lượng tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.